Xin chào mọi người. Video này gia đình Phật sẽ giới thiệu với mọi người về thủ đô Praha tuyệt đẹp của Cộng hòa Séc. Hôm nay nhà mình đã tham gia tour khám phá thành phố bằng xe đạp cùng với hướng dẫn viên du lịch. Cô ấy dẫn khách đến các địa điểm du lịch nổi tiếng ở trung tâm thành phố và đi đến tận lâu đài trên đỉnh đồi. Ngày hôm sau nhà mình đã tham gia tour đi thuyền ngắm cảnh trên sông. Con sông này nó chia thành phố ra làm hai phần riêng biệt. Khu phố cổ của Praha được bảo tồn rất tốt với những con đường đá và rất nhiều công trình kiến trúc đã tồn tại hàng ngàn năm. Praha có lẽ là thành phố giữ được nhiều công trình cổ nhất ở châu Âu do ít bị ảnh hưởng bởi Thế chiến thứ hai. Chào mừng các cô chú đã đến với gia đình Phượt. Hãy bấm vào đăng ký để ủng hộ gia đình con nhé. Xin cảm ơn. Nhà mình đến Praha từ Munich của Đức vào chiều muộn. Chuyến đi mất khoảng 6 tiếng. Khách sạn mình ở Munich nằm gần nhà ga, nhưng việc di chuyển bằng tàu điện rất dễ dàng. Hầu hết các ga tàu đều có thang máy giúp hành khách mang hành lý vào ga thuận tiện. Nhà ga ở các thành phố đều rất rộng lớn, dễ bị mất phương hướng và lạc vì nó nối với các hệ thống đường sắt cũng như tàu điện ngầm của thành phố. Nhưng ở đâu cũng có các biển chỉ dẫn rất rõ ràng nên bạn cần bình tĩnh xem trước nha. Việc di chuyển bằng tàu giữa các thành phố hay các nước ở châu Âu rất thuận tiện, nhưng có một khó khăn là hầu hết các con tàu đều không có chỗ để hành lý lớn. Mình phải tự tìm và xoay sở sắp xếp chúng. Nhưng khi đã sắp xếp xong, mọi thứ thì chỉ việc ngồi ngắm cảnh và thảnh thơi thư giãn. Ba bố con Kim An thường chơi với nhau hay đọc sách, còn mẹ thì tranh thủ chợp mắt. Vì mình đến Praha vào chiều muộn, cả nhà rất đói nên dừng lại ăn tối tại một nhà hàng ngay tại nhà ga. Nhà mình vừa đến Praha từ Munich. Bữa ăn đầu tiên ở ngay ga phòng vì trời mưa, đói quá. Anh ăn bò goulash, local speciality. Sau bữa tối, cả nhà bắt đầu đi bộ về khách sạn. Đi mất khoảng 15 phút, mình đi qua một con phố đi bộ giống như đường Nguyễn Huệ ở Sài Gòn. Nó rất nhộn nhịp và náo nhiệt. Thế là mất gần một ngày chỉ để di chuyển từ Munich tới Praha. Ngồi trên tàu lâu cũng hơi mệt, nên cả nhà đã rất mừng khi tới khách sạn. Mọi người cần nghỉ ngơi ngay để chuẩn bị cho chuyến khám phá thành phố bằng xe đạp vào sáng ngày hôm sau. We're right. Welcome to our new apartment, new home for 3 days. Yeah. Mẹ thích cô bếp. Bếp sẽ nấu được ăn. Nhà mới. Ấm cái khói. Là nhà đi ăn. Oh yeah. Em giỏi lắm. Trước khi đi tour xe đạp thì phải ăn sáng no nê cái đã. Ba của Kim An đã thử món Chunut Bikki. Đó là món đặc sản địa phương cho bữa sáng của Praha. Sau bữa sáng, An rất háo hức để đi xe đạp. Đây là lần thứ hai nhà mình tham quan một thành phố bằng xe đạp. Bạn có thể nhấp vào link này để xem tour xe đạp của gia đình mình ở Amsterdam nhé. Điểm dừng chân đầu tiên là quảng trường phố cổ. Đây là nơi khởi nguồn của trung tâm lịch sử Praha được xây dựng vào thế kỷ thứ 12 và từ đó nó đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng. Nổi bật nhất là tòa nhà cổ hội đồng thành phố và nhà thờ Tín, rồi nhà thờ Saint Nicholas mang kiến trúc Baroque. Kim đã rất háo hức với việc tự đạp xe, nhưng đi trên con đường đá gập ghềnh thì không dễ tí nào, nên cuối cùng phải buộc xe Kim vào sau xe mẹ. Hướng dẫn viên kể lại lịch sử nhà thờ và mọi người lắng nghe. Hôm nay đoàn khách không đông và mỗi người đến từ một quốc gia khác nhau. Nó thực sự thú vị. Sau khi ra khỏi nhà thờ,
Mọi người đi đến phía bên kia của quảng trường để nghe câu chuyện về chiếc đồng hồ thiên văn cổ treo trên tường phía nam của tòa nhà hội đồng thành phố Praha. Sau đó, mình đã đi xem nhà thờ Do Thái ở khu đô thị Jofro. Đây là ngôi đền Do Thái cổ nhất vẫn hoạt động ở châu Âu. Sau điểm tham quan này thì tour xe đạp thực sự bắt đầu. Mọi người băng qua cây cầu và đi dọc theo con sông một lúc trước khi bắt đầu leo dốc lên một ngọn núi để đến lâu đài Praha. Trên đường đi đến đó thì đi qua một công viên rất đẹp và từ đỉnh núi bạn có thể ngắm nhìn thành phố với nhiều góc nhìn tuyệt đẹp, nhìn về hướng phố cổ, về hướng con sông và những cây cầu cổ. Đến lâu đài, mọi người phải đi qua cổng an ninh kiểm tra rất nghiêm ngặt và phải dắt xe đạp trong khu lâu đài. Sau đó thì sẽ đi ra bằng một cánh cổng khác. Sách kỷ lục Guinness đã xếp lâu đài Praha là lâu đài cổ lớn nhất thế giới. Nó thực sự lớn, có chiều dài 570m và rộng 130m. Hướng dẫn viên đã để khách tham quan tự do bên trong nhà thờ Saint Vitus. Nhà thờ này là một tác phẩm tuyệt vời điển hình về kiến trúc Gothic và là nhà thờ lớn nhất và quan trọng nhất của đất nước này. Nhà thờ này được thiết kế theo nhiều phong cách kiến trúc khác nhau vì việc xây dựng hoàn thiện đã kéo dài gần 6 thế kỷ từ năm 1344 đến năm 1929. Dẫn chỉ đưa mọi người đi ngang qua lâu đài chứ không vào bên trong vì không đủ thời gian. Sau đó mọi người đi ra khỏi khu lâu đài bằng một cửa khác. Lúc này tour tham quan cũng sắp kết thúc và An bắt đầu ngồi gục trên xe. Sau tour xe đạp, mình đã đến chợ trái cây và rau củ tươi để mua đồ về nấu ăn tại căn hộ mình thuê ở. Sau khi ăn xong, ba cha con Kim An lại đi khám phá thành phố tiếp, còn mẹ thì ở nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị bữa tối. Mọi người thường nghĩ là con nhỏ đi phượt sẽ mệt, nhưng với gia đình mình thì mẹ luôn là người cần nghỉ ngơi, còn hai đứa nhỏ thì không bao giờ thiếu năng lượng. Mẹ theo hai đứa không kịp luôn. Ba bố con nó đi xem nhà hát Dudolfinum, Praha và sau đó men theo đường bờ sông để đến cây cầu Charles nổi tiếng. Để đến cây cầu thì sẽ đi ngang qua nhiều di tích cổ tuyệt đẹp. Cây cầu này rất tráng lệ và xứng với danh tiếng của nó. Đây là cây cầu lâu đời và nổi tiếng nhất ở Praha, được biết đến với kiến trúc thời Trung Cổ với nhiều bức tượng. Nơi đây đón gần 30.000 khách du lịch qua lại hàng ngày. Sau khi băng qua cây cầu, ba cha con Kim An tiếp tục đi trên đường Kalova nổi tiếng nối với cây cầu Chanes. Phố đi bộ rất đẹp, là một phần của khu Rostov nổi tiếng, được các vị vua tổ chức lễ đăng quang tại đây. Trên đường trở lại cây cầu, có rất nhiều cửa hàng bán đồ ngọt trên phố Kalova. Ba cha con đã vào cửa hàng House of Sweet để mua kẹo nhiều màu, đủ mùi vị. Ba của Kim An rất chiều con, luôn chơi và làm cho hai đứa vui vẻ. Nhưng khi ra khỏi cửa hàng thì trời bắt đầu mưa lớn. Ba cha con đã cố chờ tạnh mưa mới về, nhưng cơn mưa kéo dài quá nên cuối cùng đã lội mưa về nhà để kịp ăn tối. Vậy là hết một ngày ở Praha. Mọi người đừng bỏ lỡ video thứ hai về Praha của gia đình Phượt nhé. Ngày thứ hai là tour đi thuyền trên sông, khám phá một nhà hàng xe lửa, xem bảo tàng Senses và nhiều điều thú vị khác.
cảm ơn và hẹn gặp lại ở video sau. Hãy bấm vào đăng ký để theo dõi gia đình con đi hết Việt Nam và cả thế giới nữa nhé. Cảm ơn và...